Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với vlog của Hữu Thiện. Hiện giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại xã Lương Phú, vùng Chơm Bến Tre. Thì sau khi là Hữu Thiện lãnh được tiền YouTube là 166 đô thì Hữu Thiện muốn dành số tiền đó để đến giúp bà con ở quê hương của Hữu Thiện, bà con nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Thì trước hết Hữu Thiện cũng xin gửi lời tri ân và cảm ơn cả nhà thời gian qua đã ủng hộ Hữu Thiện, cho nên ngày hôm nay thì Hữu Thiện mới lãnh được cái số tiền từ YouTube là 166 đô, nên Hữu Thiện xin phép dùng số tiền đó để giúp những bà con ở quê hương Bến Tre để vượt qua cái giai đoạn khó khăn trong cái đại dịch virus corona và hạn mặn kéo dài nha cả nhà. Bây giờ thì Hữu Thiện đi vào thăm hoàn cảnh cũng khó khăn. Bây giờ thì Hữu Thiện xin mời cả nhà mình đi vào bên trong căn nhà của cô Hương. Thì hoàn cảnh của cô Hương thì hoàn cảnh của cô đó là cũng bệnh tật và thật sự khó khăn ở tại xã Lương Phú. Như đây là cô hai ở chùa Long Quá dẫn tới nhà của... Dạ con chào cô Phương ạ. Dạ. Cô ngồi đi cô. Chú ngồi đi chú. Dạ. Con chào cô ạ. Dạ. Dạ. Cô hai ngồi, cô hai ngồi. Dạ. Cô Phương khỏe không? Cô ngồi đi, cô ngồi ghế đi. Thì cũng khi nào khỏe thì đi làm, còn hả không khỏe thì ở nhà. Dạ. Nó cũng bệnh hoài ha, có bị té cái sinh sống nó co lại nè. Dạ. Nó cong lại, giờ nó cong nè. Nó cong lại luôn hả? Rồi nó cong lại luôn, không biết làm sao nè. Thì cô đi mần cho người ta đó, rồi cái cọc xi măng á. Dạ. Té nằm bữa vậy nè, cái nó mạnh, nó thụng, nó sinh sống lên. Cái chừng mà nó làm nó, cái nó mới cong lại luôn. Dạ. À, có chụp hình á. Nó cong lại luôn. Rồi giờ vậy chịu luôn tới chết thôi chứ đâu có sao. Rồi trong cái thời gian qua là trong cái đại dịch virus corona rồi con đâu có đi làm gì được. Con nghe nói cô đi mần cỏ trong sớm mà phải không? Dạ đi mần cỏ suốt luôn rồi. Dạ. À, có ai mà người ta mần vườn á. Dạ. Cái người ta nhắn xuống mần. Còn không có thì thôi cũng ở nhà chịu đi. Rồi cô Phương một ngày á là cô đi mần cỏ được bao kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày á thì người ta trả được 120 mà không có cơm nha. Một ngày là được 120. Dạ. Mà sức khỏe cô á là đang bệnh tật gì rồi làm sao sức khỏe đâu mà cô để đi làm cỏ cô? Thì cũng phải ráng chứ làm sao là. Con thấy cái lưng cô là đang bị gù nữa. Đây nè. Nó gù đi. Dạ. Cái xương sống nó cao, hồi đó tôi cao lắm. Cái giờ nó lùn lại. Dạ. Bị nó cong lại vậy nè. Cái xương sống nó cong vậy cái giờ lùn lại, hồi nó cao lắm. Dạ. Té đi làm cho người ta đó rồi cái trợt té xi măng đó. Rồi về là tật vậy luôn. Dạ. Ừ. Rồi giờ cô Phương sống cùng với ai? Con mình à, với mấy con chó này thôi. Dạ. Chưa có ai thân à. Kính thưa cả nhà thì hiện tại là cô Phương là cũng neo đơn, cô sống một mình. Dạ. Từ trước tới giờ. Dạ. Thì cái ngôi nhà ở đây là cũng ngôi nhà tình thương. Dạ. Do ông Lê Thanh Tân, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tặng nhà tình thương vào ngày 21 tháng 5 năm 2013. Dạ. Là do hoàn cảnh đó là cô Phương là cũng khó khăn. Đó, rồi bệnh tật, hàng ngày công việc mưu sinh đó là của cô đó là cô đi mần cỏ ở trong xóm. Thì như cô chia sẻ là một ngày công của cô là được 120 ngàn. Thì theo như con nghĩ là 120 ngàn thì tiền thuốc men rồi tiền ăn uống rồi chắc cũng chi phí cũng không có đủ để lo cho sức khỏe của cô, đúng không cô Phương? Bị gì không phải mần hoài, ví dụ lâu lâu á. À. Rồi họ có vườn có cỏ họ mới cần mình. Dạ. Rồi mần rồi qua đợt đó rồi 1-2 tháng sau mới có nữa. Dạ. Chứ không có mần hoài. Coi như là công việc nó cũng không có được thường xuyên. Không có thường xuyên. Dạ. Ví dụ như lâu lâu vậy đó rồi cái. Dạ. Người nào có cỏ lên cao họ kêu còn họ với lại thôi. Với lại là con thấy bây giờ là hiện đại người ta sắm máy cắt cỏ hết rồi. Ừ. Bây giờ mà mần tay á cũng hiếm lắm, ít lắm. Dạ. Mấy cái chỗ nào người ta ít người ta không có mua máy thì người ta kêu mình mần. Dạ. À. Rồi, trong cái đại dịch này cô đâu có đi làm gì được. Không có đi làm gì được. Dạ. Rồi tiền đâu cô sinh hoạt. Thì ăn gậy bạ nó cũng qua ngày mới có gạo thì được rồi. Dạ, có gạo thì cũng nhờ có người ta cho giúp đỡ. À, như cô hai chia sẻ thì trong cái thời gian qua cô không có đi mần được. Thì cô hai là cũng Phật tử đi chùa bên chùa Long Quá thì có gạo là cô hai cũng đem tới cho cô Phương để có gạo ăn sống qua cái giai đoạn này. Với nhiều khi mà trời mưa gió rồi mần không được á thì ở dưới chùa cũng cho gạo hoài hả. Ừ. Thì cũng cho hả, làm nào
nào mà ở dưới mà có Phật tử nào hiến gạo đó là ở dưới mấy ông thầy cho. Rồi nước mặn rồi con hai có nước ngọt xài không? Không. Mình xài nước mặn luôn. Xài nước mặn luôn hả? Rồi. Không có nước ngọt. Bị gì rồi, có mình... cái lưu hả? Có cái lưu hả? Ừ, có cái lưu. Rồi con hai nấu ăn đồ sao? Thì đó sách trên đó nấu ăn rồi uống đó, thì cũng nó cho nước bình á, chai nhỏ nhỏ vậy nè. Nước bình uống. Uống. Còn nấu ăn thì có con hai có thể dẫn con vào bên trong con quay cái ngôi nhà. Đi đi đi. Dạ, con hai đi từ từ. Đây, đây là bên trong cái ngôi nhà của cô hai nha. Cô Phương. Thì những cái vật dụng tivi này cũng có mạnh thường quân người ta cho quá. Ta cho đi mần ở trên trên Bình Dương á. Đi mần ở Bình Dương. Đi nấu cơm cho người ta đó. Dạ, đi nấu cơm. Người ta cho mà không dài không có bắt, không biết còn bắt được không. Dạ. Đi điện nó cung cấp rồi. Dạ. Cô Võ Thị Kim Phương, sinh năm 1955. Dạ. Hồi đó thì cô làm trong ủy ban này nè. Dạ. Rồi bây giờ cô sống có một mình, hoàn cảnh cô là neo đơn. Rồi bây giờ bệnh tật nữa. Thì cô đi làm mướn là cô đi cắt cỏ, cũng như là mình mần cỏ bằng dao á. Bằng dao á. Dạ. Rồi bây giờ là người ta hiện đại người ta làm bằng máy móc hết rồi, cho nên cô cũng không có việc làm nữa. Cô dẫn con ra phía sau luôn. Con coi cái lu nước của cô coi. Hai cái lu này thì không có xài được. Bị gì nó bè, nó chảy rồi. Đây, đây là chỗ cái nhà củi để cô nấu ăn nè cả nhà. Đó. Bên đây thì cái nhà củi này. Củi cô chất, cô chất sát cái bếp quá rồi, nó nguy hiểm lắm cô ơi. Cái bếp này nè, nhiều khi mà nó bắt lửa lên là nó cháy hết luôn á. Dạ, tôi nấu rồi, tôi ngồi tôi giữ. Dạ, còn nếu mà cô thấy cô về cái bếp nó ra ngoài, chứ cô để mà cái bếp nó gần cái củi lửa này, củi với lá dừa rồi dễ cháy nữa. Biết sao không, để dành để tháng mưa rồi không có củi. Dạ. Rồi phải làm trước vậy đó. Cái này cô đi gom lắm hả? Đi gom cũng xa lắm. Thì người ta cho mình đi gom á. Dạ. Rồi về để dành vậy đó, tháng mưa ăn chụm chứ không có củi. Dạ. Tháng mưa nó ướt rồi nó không cháy. Quá trời. Nó vậy á. Hoặc là cô kiếm cái tấm thiết hay gì, tấm tôn, cô dừng lại chứ cô để gì là nó không, nguy hiểm. Cô nấu là cô ngồi cô giữ. Cô giữ. Cô ngồi cô giữ hoài, chừng nào xong rồi cô bưng lên như nãy giờ cô ngồi dưới này không. Dạ. Dạ. À, rồi chứ... xong rồi tắt lửa hết rồi cô mới lên. Chứ mà lửa mà nó có gió nó là cái này nó chắc dễ cháy á con. Cô cũng nhân tính vậy đó. Rồi cô giữ hoài. Dạ. Cô không dám bỏ. Đi làm về đó, trưa về đó mới nấu cơm. Thì cái lu nước mình xài. Lu nước này nó hư rồi. Nó chảy hết trơn à. Chảy hết. Một lu không được một lu, giờ còn có nhiêu đây nè. Rồi. À. Cô xách nước ngọt. Nước ngọt ở đâu? Nước dưới mương nè. Cô múc nước dưới mương này rồi lóng. Ở trước á. Xách mương ở trước. Trước rồi. Cái rạch á. Dạ. Còn cái này á, thì cái này bây giờ nó chảy hết rồi, không còn xài được nữa. Đâu có xài gì được nữa. Không xài được nữa, cái này cũng chảy luôn. Chảy ra ngoài hết trơn à. Xung quanh là đất của nhà mình được bao nhiêu cô? Đất này của người ta. Của người ta luôn. Vậy cô có cái nền nhà hả? Có cái nền nhà không hả? Rồi. Còn bên đó đó cái nhà bên của người ta. Như cô Phương chia sẻ ở đây là chỉ có cái nền nhà thôi. Dạ. Cô sống vỏn vẹn trên đây chỉ có cái nền nhà. Nhà với cái chuồng gà nè. Với cái chuồng gà. Là cô mua mấy con gà hả? Dạ, mua mấy con gà chứ. Nó nuôi để kiếm thêm thu nhập thôi chứ. À. Cũng đâu có bao nhiêu đâu con. Đâu có bao nhiêu. Rồi đi ra ngoài họ bắt. Bắt nè, họ bắt ăn thịt. Có đi mần này, ở nhà họ bắt. Ở nhà cô cũng siêu nghèo nữa. Dạ. Dạ. Cái này hôm trước thì có mấy ông ở trên Tiền Giang gì đó về rồi coi cái nhà tệ quá đi mới cho tôn nó lợp lại chú. Cho tôi này cũng chỉnh sửa lợp lại cái nhà cho cô. Chứ dạ. Cô đâu có tiền đâu mà cô lợp lại cái nhà. Không nhưng có, mà không có lợp. Dừng cái tôi này á, con ở bên trong nó nóng dữ lắm. Bị gì á là không có cái gì dừng hết trơn á. Rồi còn dư được mấy tấm này nè. Dạ. Rồi dừng đỡ chứ còn để trống lỏng thì sợ. Dạ. À. Để trống lỏng nhiều khi tối cô này đi kia. Làm tối ngày không có nhà. Dạ. Hôm nay sao hên đó chứ. Trời con hên hôm nay con tới gặp cô. Với mấy bữa nay là cái vụ mà dịch nè. Ừ, ta ở nhà. Ta ở nhà, ta không có đi làm chứ cô đi làm suốt luôn rồi. Từ sáng đến trưa 11 giờ mới về. Là sáng đi mần cỏ từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ sáng hen 7 giờ tới 11 giờ. Về ăn cơm rồi thấy không? 1 giờ, 2 1 giờ, 1 giờ rưỡi rồi ra làm tới 5 giờ. Trưa người ta đâu có cho cơm. Không. Rồi cô phải sáng cô nấu rồi cô xách cơm theo cô đi làm. Không, cô để về nhà cô nấu. Nhà cô nấu. Nấu dạo từ thiện á. Dạ. Rồi người ta cũng cho. Dạ. Ừ, lần nào cũng cho, nhiều khi dưới chùa nữa. Dạ. Ừ. Bởi là ai cũng biết cô á là hả có cái từ thiện cái người ta. Ừ, cô ra. Phương nha.
À, cô Phương á, người ta nhắn, người ta đem, người ta nhắn ra xuống, người ta cho gạo, mì tôm. Dạ. Ở dưới chùa mới cho. Đấy, hồi nãy ai mới cho một gói mì tôm, một gói mì tôm để đó, giờ quên mẹ rồi. Nhưng mấy trong cái đại dịch này mà mỗi người cho một ký gạo hay một gói mì quý lắm cô ơi. Ừ. Con đi nhiều hoàn cảnh á. Ừ. Người ta không có làm gì được ra tiền á. Ừ. Nhiều người ta nói nhiều khi cho một ký gạo thôi người ta cũng quý lắm. À. Dạ. Tại người ta không có làm gì ra tiền hết. Không có làm gì. Cái vấn đề khó khăn cô gặp phải trong cái đại dịch virus corona rồi cô không có đi làm kiếm tiền được. Ừ. Thì hôm nay con tới, con quay cái video chia sẻ. Ừ. Thứ nhất là con muốn chia sẻ cho cộng đồng mọi người. Ừ. Nếu như đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Ừ. Thì họ có thể xem qua video này và chia sẻ khó khăn mà cô đang gặp phải. Ừ. Thì thôi bản thân của con á là trong thời gian qua thì con cũng có làm YouTube và được mọi người ủng hộ. Ừ. Thì con cũng đã được lãnh tiền YouTube. Ừ. Thì hơn 166 đô thì hôm nay là con cũng trích cái số tiền mà con làm được trong khoảng hơn nửa năm qua. Ừ. Thì con cũng gửi đến cô chúc đỉnh để cô vượt qua cái trong cái giai đoạn khó khăn này. Ừ. Đó, đây là tấm lòng của con muốn gửi đến cô nha. Rồi thôi cô cảm ơn con nhiều nha cô. Dạ. Đây là cô quý lắm á. Dạ. Ừ. Cái một miếng khi đói mà một gói khi no á. Dạ. Thì đây cũng là tấm lòng của con thì trong cái thời gian con làm YouTube cũng hơn 6 tháng thì cũng được mọi người ủng hộ cho con. Khán giả đều ủng hộ rồi coi cái video của con tới những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì con cũng đã lãnh được một số tiền nhỏ nhỏ gọi là tiền YouTube, tiền lương của con. Nó đại khái là cái tiền lương của con giống như là cô đi làm vậy đó. Đó rồi con cũng quê hương Bến Tre. Dạ cho nên đó. Dạ. Con ở đâu? Ở là trên huyện Châu Thành á. Dạ. Dạ. Ừ. Ông Tám là ông ngoại con. Con cháu ngoại ông Tám. Ông Tám chùa hả? Dạ. Ông ơi cháu ngoại hả? Cháu ngoại. Vậy là con của Thẩm. Thẩm. Dạ. Trời đất ơi. Dạ. Vậy là cô biết má con hồi nào tới giờ lâu lắm rồi. Dạ. Trời đất ơi không nói đâu có biết. Dạ đâu. Thì bởi mình không nói mình không biết. Cho nên đó là coi như là cái tiền lương của con. Dạ. Con kiếm được từ YouTube. Ừ. Mình nhín chút để mình chia sẻ cái khó khăn với bà con quê hương. Con thấy con đi nhiều nơi thấy hoàn cảnh bà con mình thật sự là khó khăn. Ừ. Tuy là con chia sẻ không có được nhiều. Ừ. Được chút ít. Coi như là bà con mình là như cô Phương vượt qua khó khăn, mong cô là vượt qua khó khăn. Tấm lòng của con gửi đến cô và con cũng không quên là cảm ơn là cả nhà, là khán giả đã ủng hộ video cho con. Coi cái video của con trong thời gian qua thì con mới được cái số tiền nhỏ ngày hôm nay để gửi đến cô. Vậy thì cô có lời nào cô muốn gửi đến khán giả và mọi người không ạ? Nhìn cô biết nói thì sao giờ? Dạ. Cô biết nói thì sao được giờ? Dạ. Thì thôi đi con nói giùm cô. Dạ. Ừ. Thì cô hôm nay mình kính thưa cả nhà, hôm nay thì hữu thiện tới thăm của hoàn cảnh của cô Phương thì cô rất là vui. Cô không biết nói gì nên lời hết thì thôi con cũng xin thay mặt cô gửi lời cảm ơn của cô tới mọi người nha cô ha. Rồi. Dạ rồi con xin chúc sức khỏe cô. Cô chúc con mạnh khỏe nha. Dạ. Làm việc lâu bền nha. Dạ. Vậy là cô mừng lắm, cô mừng. Mà gặp con lần nữa là cô mừng lắm. Dạ. Vậy là cô con Thẩm hả? Dạ. Vậy là cô biết mẹ con. Dạ. Chứ con không biết con. Dạ. Tại vì hồi nhỏ giờ con đi lâu rồi. Tại đây là quê ngoại con. Là quê ngoại, đúng rồi. Dạ. Cô cũng hay đi chùa dữ lắm. Dạ. Ừ. Rồi con muốn chia sẻ phần nào khó khăn với bà con quê hương mình, cũng biết đó là bà con ở quê hương xã Lương Phú á còn khó khăn lắm so với các huyện khác. Nói chứ có người là người nào ta có đất điền nhiều á con, người ta sống nó thoải mái lắm. Còn như cô có cái nền nhà không à, đi mặn mướn ăn à. Dạ. Nhưng ngày nào mà há nắng hay là không có bệnh hoạn gì đó thì cô đi mần cỏ. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Hữu Thiện cũng xin cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Hữu Thiện Vlog và xem video của Hữu Thiện, cho nên Hữu Thiện mới có được ngày hôm nay và được gọi là được số tiền nhỏ nhỏ và muốn giúp đỡ gửi đến bà con khó khăn giống như cô Phương. Cô rất là mừng, cho nên nó hỏi cô muốn chia sẻ gì, có muốn gửi lời gì không, cô rất là mừng, đúng không con? Dạ, cô rất là mừng. Cô mừng lắm. Cô mừng lắm, cô không biết nói gì hết á. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi thôi con xin cảm ơn và chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cô cũng chúc cho con có nhiều sức khỏe để làm việc tốt hơn nữa. Dạ. Rồi. Vậy là cô biết rồi, con của Thẩm biết dạ. rồi. Con ông Tám. Dạ. Cháu ngoại ông Tám. Cháu ông Tám. Dạ.
rồi mà, nhưng mà hồi nào giờ cô không chưa có gặp lần nào. Cô chưa gặp phải không? Bây giờ gặp coi như lần đầu. Tại vì hồi nào mình không có gặp, mình không có nói chuyện, thì bây giờ gặp lần đầu thì mình sẽ biết. Đúng rồi. Rồi con chia sẻ hoàn cảnh của cô. Mọi người người ta xem video người ta đồng cảm thì thông, nếu như đồng cảm thì thông qua video của con thì con sẽ đến gặp cô lần nữa. Rồi con xin cảm ơn cô. Chúc cô hai sức khỏe nha. Rồi cô cũng chúc cho con nhiều sức khỏe, con làm việc nữa. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Kính thưa cả nhà, video của Hữu Thiện đến đây sẽ tạm dừng. Cả nhà xem qua đồng cảm với hoàn cảnh của cô hai thì vui lòng đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog và để lại comment bên dưới và bấm like như là động lực để Hữu Thiện làm video sau được hay hơn và tốt hơn nữa, và Hữu Thiện có cơ hội đi đến những hoàn cảnh khó khăn như thế này, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Một lần nữa Hữu Thiện xin gửi lời cảm ơn và tri ân cả nhà trong suốt thời gian qua đã ủng hộ và xem video của Hữu Thiện, thì Hữu Thiện mới có được ngày hôm nay và đi đến chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hồi trước cô làm việc trong ủy ban á. Dạ. Rồi cô bị té rồi cô nghỉ luôn tới giờ luôn ở nhà. Dạ. Mà giờ ai kêu đi mần cỏ. Ủy ban được cũng không có hỗ trợ gì luôn. Không. Gì đâu. Dạ. Nhà tình thương. Đó, cái nhà của cô cũng vỏn vẹn chỉ có vậy thôi. Mà tôn nha, cảm giác mình đi vô nhà rất là nóng luôn. Nóng lắm. Dạ. Rồi con xin chào cô nha. Hẹn gặp cô lại cô. Chào con nha. Dạ. Dạ. Nè mày có cây này mai mốt mà tao bỏ thì xin là cây xin cho người ta miếng thảo cái nào tao. Cái nào? Cái này là xương rồng bẻ nè. Ờ, thì bẻ đi. Thôi, chừng nào người ta xin tao không hỏi. Ngôi nhà của cô Phương. Giờ qua bên này